Xin chào các bạn, lại là mình đây. Như tiêu đề của video thì hôm nay chúng ta sẽ đến với những mùi hương sang trọng dành cho nữ giới dùng mùa hè. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình khi tiếp xúc với rất nhiều khách hàng thì mình nhận thấy một điều rằng hầu hết các chị em phụ nữ khi tìm nước hoa thì đều muốn mùi hương của mình phải thật là sang trọng, cao cấp. Chính vì thế cho nên mình tin rằng đây sẽ là một nội dung hữu ích dành cho những chị em nào có điều kiện tài chính tốt, đang muốn tìm những mùi hương tốt nhất có thể cho mùa hè. Còn bây giờ không để mất thời gian của mọi người thêm nữa. Here we go. Chai nước hoa đầu tiên của ngày hôm nay, Fleur Narcotique, một trong những mùi hương bán chạy nhất cũng như là nổi tiếng nhất của nhà làm hương Ex Nihilo. Trước khi nói đến phần chi tiết mùi hương thì có một câu chuyện mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là cách đây vài năm thì Ex Nihilo có liên hệ với bà xã của Justin Bieber, đó là Hailey Bieber, người được bình chọn là người phụ nữ quyến rũ nhất năm 2017 để quảng cáo cho chai nước hoa này. Tuy nhiên ở thời điểm đó thì có rất nhiều những nhãn hàng mỹ phẩm và thời trang xếp hàng để được Hailey gật đầu, cho nên là Ex Nihilo đã bị phớt lờ và bị từ chối. Tuy nhiên sau này thì Hailey Bieber vô tình ngửi được mùi hương này của một người bạn. Vì cô quá thích nên cô đã chủ động liên hệ với Ex Nihilo để quảng bá cho sản phẩm này. Mình tin rằng nghe câu chuyện vừa rồi thì mọi người cũng đã ngay lập tức thấy tò mò về Fleur Narcotique rồi đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với phần chi tiết mùi hương nhé. Về cơ bản thì ở Fleur Narcotique chúng ta có một mùi hương theo tông mùi trái cây mix với hoa. Nghe là đã thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hợp mùa hè rồi đúng không? Trái cây ở đây nổi bật nhất là mùi của vải chín, có một cảm giác sủi tăm nhẹ giống như kiểu mùi sparkling wine ấy. Kết hợp cùng với đó là cái nét vui tươi và fresh của cam bergamot và sự nữ tính mềm mại, sang trọng của hai nốt hoa mẫu đơn và hoa cam. Nó dễ dàng chinh phục người ngửi ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Và sau khoảng 20 phút thì Fleur Narcotique còn hay hơn nữa khi mà trên da cái nét citrus dịu đi. Lúc này thì ngoài vải chín ra, mình còn thấy có một chút vị ngọt của quả đào. Tổng thể thì Fleur Narcotique mang tới một cảm giác nữ tính theo kiểu nhẹ nhàng, tươi tắn, sang trọng, quyến rũ nhưng mà không quyến rũ theo cái kiểu xôi thịt vồ vập, mà nó mang tới một cái vibe rất là hiện đại, sành điệu. Và khi ngửi Fleur Narcotique thì ngay lập tức mình nghĩ ngay tới những cô bạn nữ theo kiểu du học sinh Anh Quốc, ăn mặc rất là thời thượng, đeo kính râm, thường xuyên check-in ở những quán cà phê sang chảnh. Thì đó là một cái hình ảnh mà mình nghĩ rằng có sức hút cực kỳ lớn với cả đàn ông. Mùi hương số 2 của ngày hôm nay đó là MDCI Sio Sio San. Cũng giống như Fleur Narcotique thì chai nước hoa này làm theo hướng trái cây mix cùng với hương hoa. Tuy nhiên, nó sẽ không cân bằng giữa hoa và trái cây giống như đại diện từ nhà Ex Nihilo, mà nó sẽ có thiên hướng nhiều hơn về trái cây. Và ở chai nước hoa này thì nó sẽ tập trung miêu tả vẻ đẹp của nốt hương vải chín, ngửi ngọt thanh, tươi mát, cực kỳ chân thật. Vải thiều ở đây được kết hợp cùng với hoa mẫu đơn, hoa anh đào và trái thanh yên, hay còn gọi là chanh yuyu. Nó tạo ra một cái vibe tươi sáng, mọng nước, sủi sủi theo kiểu champagne ngọt ngào. Hợp hương này được MDCI khéo léo đặt trên một cái nền xạ hương trắng tinh tươm, giúp cho mùi hương giữ được cái sự mềm mại giống như một chiếc khăn lụa khi mà khoác lên người, đảm bảo sẽ tô lên sự tinh tế, đoan trang nhưng vẫn rất sang trọng. Khi ngửi mùi hương của Sio Sio San thì mình luôn thấy nó mang lại cho mình cảm giác gì đó rất đẹp, tinh khôi và quý phái. Và MDCI ấy là một nhà làm hương rất nghiêm túc với những mùi hương của mình cũng như là nghệ thuật điều hương, cho nên họ sẽ luôn cố gắng giữ gìn cũng như là tuân thủ theo những cái gì cơ bản nhất của nghệ thuật điều hương đậm chất Pháp. Cho nên mặc dù Sio Sio San mang tới một cái vibe hiện đại, thế nhưng mình vẫn thấy đâu đó một cái nét gì đó cổ điển, kiểu như là ngửi phát là thấy nó niche, nó cao cấp luôn ấy. Và mỗi lần ngửi mùi hương của Sio Sio San thì trong đầu mình ngay lập tức nghĩ tới cụm từ gái Hà Thành. Một cái cụm từ mà mỗi khi nghe tới thôi là chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ tới những người con gái thanh lịch, kiêu sa, ăn mặc rất đẹp theo kiểu không hề lồng lộn nhưng vẫn rất sang theo một cách riêng, có học thức. Thì đây là chai nước hoa sinh ra cho những cô nàng như vậy. Cho nên những chị em nào đang tìm kiếm một mùi hương theo kiểu trái cây mà cực kỳ ngon cho mùa hè thì mình nghĩ rằng đây là một trong những lựa chọn ngon nhất có thể rồi. Mùi hương tiếp theo đó là Clyde Christian 1872 Feminine. Để giới thiệu về chai nước hoa này thì chắc mình chỉ cần dùng một từ duy nhất thôi, đó là Old Money. Còn về phần miêu tả mùi hương thì chai nước hoa này cũng khá đơn giản, với sự kết hợp của cam chanh kết hợp với hoa trên nền gỗ. Một cái kiểu profile đã quá quen thuộc với những mùi hương này trong mùa hè rồi đúng không? Và cái điều giúp cho chai nước hoa này được đánh giá cao ấy là việc sử dụng những nguyên liệu cao cấp, cùng với đó là một cái cách blend mùi rất mượt mà. Cam chanh ở chai nước hoa này ngửi rất tự nhiên, giống như các bạn vừa bổ đôi một trái cam chín mọng vừa hái vậy.
Với mình thì khi nói về citrus trong nước hoa thì sẽ phải nhắc tới jojoba. Tuy nhiên, citrus mà Clyde sử dụng trong 1872, kể cả bản nam hay bản nữ thì mình có thể khẳng định là nó không hề kém cạnh một chút nào cả. Bên cạnh citrus thì ở đây chúng ta có một tổ hợp hoa của linh lan thung lũng, diên vĩ, violet và hoa nhài. Với mình thì trong tổ hợp hoa xanh, fresh, hơi phấn và ngọt đó thì linh lan thung lũng chính là tâm điểm. Nó nhẹ nhàng, trong vắt, lấp lánh, ngửi qua là thấy dễ chịu và thoải mái rồi. Có thể các bạn không biết thì loài hoa mang màu trắng rất đẹp này ở phương Tây nó có một ý nghĩa cực kỳ thanh tao, thuần khiết và thường được dùng để cầu chúc may mắn, hạnh phúc. Khi mà biết thêm điều này thì mình tin rằng nó càng khiến cho 1872 nữ có cảm giác gì đấy đúng như mình nói ở trên. Omani. Cá nhân mình thấy rằng 1872 nữ là một mùi hương không quá ồn ào vồ vập, nhưng sẽ là một kiểu mùi hương chỉ cần ngửi thôi là biết đắt tiền. Và nếu như tài chính không phải là vấn đề với các chị em mà đang muốn tìm một mùi hương cam chanh citrus thật cao cấp để dùng trong mùa hè thì đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc nha. Chai nước hoa cuối cùng của ngày hôm nay, Boadicea the Victorious Heroine, một mùi hương mà mình đánh giá rằng nó đúng như cái tên gọi của nó. Một mùi hương gây nghiện thực sự. Tâm điểm của heroin là violet. Thông thường thì loài hoa này ngửi ngọt nhẹ, đậm nước, hơi phấn phấn bột bột. Và mình thì thấy có cái gì đó hơi hăng ở cái khía cạnh phấn đó. Tuy không nhiều, nhưng với mình thì mình sẽ không thích cái nét hăng đó. Nên khi nói về hoa tím thì mình sẽ thường thích diên vĩ và hoài hương nhiều hơn. Thế nhưng mà ở heroin ý, thì mình hoàn toàn không cảm nhận được cái vị hăng kia. Không rõ là Boadicea đã làm cách nào. Có lẽ là nhờ vào việc có một lớp vani khá dịu như được nghiền nhỏ ra, rồi bao bọc lấy nốt violet và cũng kết hợp thêm một chút diên vĩ nữa, khiến cho mình lần đầu tiên thực sự có cảm giác ấn tượng và thích violet. Và cái hay của heroin ấy là trên da nữ nó tương tác rất tốt. Khi mà mùi hương tỏa ra thì nó lôi cuốn theo kiểu rất tinh tế, ngọt nhưng không xuồng xã, cũng chẳng hề ngây ngô mà nó mang tới cảm giác khó đoán, khiến cho đối phương cực kỳ tò mò theo một cách có chủ đích. Và nếu như nói về những mùi hương có tông hương hoa mix với phấn ấy mà vừa sang vừa cao cấp mà lại còn dùng được trong mùa hè thì mình tin rằng đây có thể coi là một trong những lựa chọn hàng đầu rồi. Thì vừa rồi là gợi ý của mình về những mùi hương sang trọng, cao cấp dành cho các chị em dùng vào thời tiết mùa hè. Không biết ở đây các chị em đã sở hữu những mùi hương này chưa, hay là chị em có những gợi ý nào hay hơn, hãy comment phía dưới cho mình và những khác cùng biết với nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký, bên cạnh có quả chuông bấm nốt để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì